Xe tay ga Honda Navi 2022 ra mắt tại thị trường với thiết kế trẻ trung, phong cách hướng đến nhóm khách hàng trẻ có giá bán 1.800 USD. Honda Navi 2022 có thiết kế nhỏ hơn mẫu xe anh em Ram với phong cách trẻ trung, hướng đến giới trẻ cho những chuyến đi ngắn quanh khu phố. Mẫu xe tay ga trang bị động cơ xi lanh đơn 109cc với hộp số tự động V-Matic, tuy nhiên, hãng xe không tiết lộ bất kỳ con số nào liên quan đến hiệu suất xe. Hệ thống phanh trên Honda Navi 2022 được thực hiện bởi phanh tăng chống cơ khí ở bánh xe kích thước 12 inch phía trước và bánh xe 10 inch ở phía sau. Mâm xe đi kèm lốp 90-90 ở phía trước và 90-100 ở phía sau theo đúng kích thước xe tay ga điển hình. Các trang bị tiện ích trên xe bao gồm khởi động điện, bình nhiên liệu dung tích 3,8 lít, trọng lượng xe đạt 107 kg và chiều cao ghế được đặt ở mức 764mm. Honda Navi 2022 có giá bán 1.800 USD, khoảng 40,8 triệu đồng tại Mỹ, đi kèm 4 màu sắc ngoại thất và một loạt các phụ kiện có sẵn từ danh mục của Honda,